Chào anh em, trong clip này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để lắp đặt được cái camera hành trình trên chính chiếc xe ô tô của mình. Đấy, thì chúng tôi là đơn vị cung cấp xỉ lẻ camera hành trình trên toàn quốc. Đấy, với anh em nào mà bận công việc không đến được thì chúng tôi sẽ có nhân viên đến lắp đặt trực tiếp cho anh em. Với anh em nào mà tự lắp đặt được đấy, thì chúng tôi sẽ cung cấp camera hành trình cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách để cài đặt. Đấy. Thì anh em có nhu cầu, anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, được nhân viên chúng tôi tư vấn hướng dẫn cho anh em. Đấy, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà anh em lắp đặt được chiếc camera hành trình trên chiếc xe ô tô của mình. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay tôi là kỹ thuật viên, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em là làm sao mà lắp cái camera của mình là đi dây gọn gàng và lắp thật là nhanh nhé. Thì đầu tiên thì cái camera này nó là camera quay cả trước và sau, nên là nó sẽ có một cái mắt sau và một bộ dây đi ra đằng sau. Đấy, ngoài ra nó sẽ có dây nguồn, một cái dây nguồn và một bộ, một cục GPS định vị để báo hướng của xe. Thì còn chiếc cam thì nó sẽ có một chiếc cam, một chiếc camera và một cái chân để chúng ta bắt vào cái kính này. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi dây đầu tiên nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi dây nhé. Thì dây của nó sẽ có một dây nguồn này, một dây nguồn chúng ta sẽ đi này, và một dây cam lùi ra đằng sau này, và một dây GPS. Đó, ba dây này chúng ta sẽ đi với nhau. Chúng ta sẽ đi với nhau và đi từ giữa này. Chúng ta chú ý nhé, hãy để dây nó thừa ra một khoảng để chúng ta có thể là thay đổi cái vị trí của cam nếu mà chúng ta muốn. Để trường hợp mà sau này có muốn thay đổi thì nó lại ngắn dây hay như thế nào quá thì nó sẽ rất là bất tiện. Thì chúng ta sẽ đi ở trên cái mép trần này. Đó. Đi trên mép trần này. Khi đi đến đây rồi, khi đi đến cái chỗ này rồi thì anh em nhớ nhá, chúng ta sẽ tách ra. Cái dây cam lùi sẽ đi ra vòng ra đằng sau. Dây cam lùi của nó sẽ đi vòng ra đằng sau xe. Đi theo đường mép trần này. Đó, còn cái cục GPS này. Cục GPS này thì chúng ta sẽ để ở trên trụ A nhá. Chúng ta sẽ để trên trụ A và sẽ cuốn gọn vào. Đây, chúng ta sẽ để trên trụ A này. Để một vị trí nào mà nó không vướng vào cái gì ở cái ốp trụ A cả. Đó. Sau chúng ta sẽ đi cùng cái dây nguồn xuống. Chúng ta sẽ cuốn băng dính vào để cho nó gọn gàng nhé. Rồi cái dây nguồn thì chúng ta sẽ luồn xuống dưới đường này. Và sau đó sẽ có thể cắm vào cái cổng sạc điện thoại của chúng ta. Cắm vào đây. Thì đây là tôi sẽ hướng dẫn anh em, nên là tôi sẽ không luồn hẳn xuống dưới này nhá. Đây là video tôi làm để tôi hướng dẫn anh em thôi. Còn cái đường cam này thì chúng ta sẽ đi theo cái mép này và đi ra đằng sau để bắt cam. Đấy, còn cái cam này thì nó sẽ có một cái lẫy gài như này, anh em sẽ để ý nhá, nó sẽ có một lẫy gài này. Thì chúng ta sẽ ấn cái đầu này xuống trước này. Ấn cái đầu này xuống trước và đẩy kéo về đằng sau này. Đó. Khi đó nó đã gắn chặt vào rồi. Thì cái này chúng ta sẽ bỏ một lớp ni lông ra. Sẽ gắn vào điểm mà chúng ta muốn, nhưng mà thường thường thì sẽ gắn ở tầm này. Gắn ở tầm này. Đẩy cái này lên là nó sẽ hút chân không. Cái chân của nó là chân hút chân không. Rồi. Thì ba cái rắc này, rắc nguồn chúng ta sẽ cắm vào cổng nguồn này nhá. Nó sẽ có ký hiệu là USB này, GPS này. Và dây cam sau.
ba cái dây này chúng ta sẽ đi gọn như thế này. Anh em có thể dùng dây thít hoặc là băng dính nhé, nhưng mà theo tôi thì băng dính nó sẽ đen màu và nó sẽ hợp lý hơn là dây thít, nó sẽ thành cục mất. Đó, chúng ta chỉ cần cho nó gọn gàng vào thôi. Rồi những cái phần này chúng ta sẽ cho lên trên trần này. Đó, sẽ chỉnh cái mặt này. Đấy. Vậy thôi, vậy là chúng ta có thể là gắn được một chiếc camera hành trình rồi. Rất là đơn giản thôi, gọn gàng đơn giản. Đấy, còn những phần này thì chúng ta cứ đi ra sau. Và phần này chúng ta sẽ luồn qua đây và cắm, cắm vào cái cổng sạc điện thoại của chúng ta. Vâng, video của tôi thì xin kết thúc ở đây. Thì xin chào anh em nhé. Nếu mà anh em có muốn đặt hàng mua hoặc là có thể có thời gian sẽ qua trực tiếp cửa hàng để được tư vấn và lắp đặt nhé. Thì chúng tôi sẽ có những cái video hoặc là có những kỹ thuật sẽ trực điện thoại để có thể là hỗ trợ khi anh em muốn lắp đặt, tự mình lắp đặt trên xe của mình nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em.